đến cửa thiền thực hành thiền buông xả chướng duyên nơi trần tục vào nhà phật kính lễ phật thọ trì giáo pháp chốn thanh cao vào chùa học đạo tu tâm tu tập đạo tâm tu tập đạo cửa phật hoằng truyền phật đạo hoàng dương đạo pháp phật truyền trao Cửa từ bi chỉ dạy con người Bỏ ác làm lành Tu sửa thân tâm ngộ đạo Đường chính pháp dẫn dắt chúng sinh Xa lìa bể khổ Đến bờ an vui giải thoát Thiền môn là ruộng phước điền Để ta gieo hạt thánh hiền nơi tâm Cửa thiền ban diệu pháp âm Cho tâm tuệ giác nảy mầm nơi ta Thiền môn là chỗ tu hành Hộ trì làm phước để dành mãi sau Cửa thiền là chốn thanh cao Chớ mang thế tục nhiễm vào thiền môn Bước chân vào đến cửa thiền buông xả não phiền nơi thế nhân chắp tay lễ phật thâm ân ngưỡng mong diệu pháp tỏ lan dần ai mang tâm tục vào cửa phật dẫu lại xin nhiều chẳng ích chi ai mà đoạn diệt sân si chẳng cầu cũng được vô vi niết bàn Bồ Tát đản sinh giữa lúc vô minh trầm vũ trụ, Phật Đà giác ngộ bừng khai chân lý chiếu trần gian. Bảy bước hoa sen nở, khai mở đường vô sinh thoát tục. Chín rồng phun nước, tắm tẩy trừ cấu uế dứt mê lầm. Mười ba la mật dày công tạo Chỉ hướng về chánh đạo toàn tri Ba hai tướng hảo huyền vi Phước lành cho quả nguyện vì độ sinh Sáu năm khổ hạnh tu hành Thấm mùi khổ hạnh chưa thành quả tu Tiếng đàn vọng đến dương du ngộ đường trung đạo quả tu viên thành cánh một canh hai lại cánh ba lần lượt thăng hoa quả pháp thành thêm bốn năm năm dầm bể khổ hoàng dương chánh pháp độ quần sinh đại bi cứu thế phật ra đời giáo pháp lan truyền khắp nơi nơi Chánh trí đạo màu chân giải thoát, sáng soi nhân thế mãi muôn đời. Đại bi cứu thế Phật ra đời, giáo pháp lan truyền khắp nơi nơi. Chánh trí đạo màu chân giải thoát, sáng soi nhân thế mãi muôn đời. Vô thượng tôn sư vô thượng Phật, Phật đà vô thượng Phật Tôn sư Vô thượng chánh chân vô thượng Pháp Pháp màu vô thượng Pháp thượng nhân Kính lễ Phật Phước hằng xa Nghe Pháp Phật Trí bao la Tu chánh Pháp Diệt tâm tà Cúng dường Phật Phước hải hà Niệm ân Phật tâm sáng ra hành chánh pháp hết đọa xa thế tôn là bậc phước lành ba mươi pháp độ đã hành chu viên ứng cúng là ruộng phước điền vì ngài dứt sạch tiền khiên lỗi lầm đọc cư an tịnh thực hành thiền thế giới quan liền hết đảo điên bọn chen lợi dưỡng nơi trần thế nhân sinh thống khổ lắm lụy phiền nhất tâm chánh niệm thực hành chỉ quán công phu muôn nẻo luân hồi khổ ải trầm luân chấm dứt một lòng giữ giới tu thiền cần chuyên tỉnh tọ nhất hướng niết bàn giải thoát đoạn trừ tử sinh vô thường diệt pháp sinh duyên sinh diệt diệt sinh sinh diệt pháp niết bàn pháp diệt duyên sinh diệt sinh diệt sinh diệt diệt pháp sinh từ tâm mong muốn hữu tình an vui hạnh phúc như mình an vui bị tâm ước nguyện muôn loài khổ đau sớm thoát ra ngoài khổ đau ái là gọi gốc khổ đau vô minh tâm tối dẫn đầu tử sinh tham làm tăng trưởng vô minh dục làm tăng ái tử sinh khổ hoài Sát sinh rồi sắc cũng già thân này rồi sẽ hóa ra đất bùn lý tham pháp ấy không già thân này bất tịnh vì ta biết rồi khổ đau vì nỗi mong cầu cầu mà không được thì sầu lại tăng an vui vì đã biết rằng tham là gốc cổ cỡ chăng phải cầu Đời người vui ít khổ nhiều Đâu là cõi gốc những điều khổ vui Người đời tưởng dục là vui Càng tham dục lắm càng vùi khổ đau Có thân thì phải có đau Càng đau thì phải càng mau tu hành Có thân thì phải có già càng già thì phải gắng mà chuyển tu thế gian mọi thứ vô thường sinh rồi lại diệt không trường cửu lâu thế tôn thuyết pháp thâm sâu hành trì giáo pháp hiểu câu vô thường thế gian tham đắm bạc vàng chết rồi cũng chẳng thể mang được gì thế thôn giải pháp vô phi niết bàn tịch diệt còn gì để tham thế gian lễ bái kêu cầu văn sinh này nọ khấn câu hộ trì thế thôn giải pháp chánh tri nghiệp nhân quả báo hộ trì tự tâm thế gian chẳng biết tu tâm để cho mê muội lỗi lầm tạo ra thế tôn giải pháp thiền na tu tâm luyện trí vượt qua lỗi lầm thế gian chẳng biết lỗi lầm sinh ra từ ở nội tâm hướng tà thế tôn chánh đạo ban ra đổi tà quy chánh cũng là tự tâm thế gian yêu mến sắc thân ngày đếm chăm chút quên phần nội tâm. thế tôn ban diệu pháp âm sắc thân bèo bọt tu tâm tức thì: có tâm thì phải tu tâm, không thì tâm sẽ đi tầm dục tham; có tham thì phải ly tham, không thì tham dục dễ làm hư tâm hận sân thì phải ly sân công thì sân hận sẽ dần lớn lên lòng từ thì rải tâm từ lòng từ rộng mở sẽ trừ hận sân ác tâm nên muốn hại người sau này nghiệp quả hại người hại ta Tình thương lan tỏa bao la Thương người là đã thương ta thật lòng Ghen ghét đổ kỵ người ta Lòng mình sầu khổ như là tự thiêu Vui thay khi họ được nhiều Thành công của họ là điều ta vui Ba hai ế trượt thân này Hội tanh bất Tình với bài tự thân Lòng tham sẽ tắt liệm dần Khi ta hiểu được túi thân trượt này Tử thi là vật gớm ghê Tu hành tưởng niệm chớ mê sự đời Thân người còn phải rã rời Thì bao sự vật trên đời chớ ham Thân này tứ đại tưởng tri, Lù lù một khối hữu vi dáng hình. Tưởng rằng thân đẹp thân sinh, Ai ngờ một khối chướng sinh thối tha. Sáu căn tiếp xúc sáu trần, Sinh ra sáu ái dự phần duyên sinh. Sáu trần là cái diệt sinh, sáu căn tỉnh ngộ diễn sinh lụi tàn chấp thủ từ đâu chấp thủ hoài cải thân ngủ uẩn cứ lay hoay sinh rồi lại tử từ báo kiếp hết xả thân rồi lại có thân tham ái từ đâu nó hiện về thân này báo kiếp đã đam mê cũng vì tham ái sinh ra chấp vạn kiếp luân hồi tả tái tê tự sinh là lẽ hợp tan vô minh tham ái lại phán nghiệp trần tu hành thức tỉnh ra dần vỗ minh tan biến hết phần tử sinh sầu ưu vì cỏ sinh già Cổ đau phiền não vì ta chào đời. Nghiệp nhân xưa đã tạo rồi, Ai mà tỉnh ngộ thì thôi chớ sầu. Chúng sinh khổ vì tham khổ, Vì sân khổ, vì si mê tà kiến, Không hiểu thiện ác chánh tà, Quả báo nhân duyên. Phật Pháp chỉ bài đường thoát, khổ diệt trừ tham sân si tỏ ngộ nhân duyên quả báo chánh tà thiện ác đúng sai chúng sinh chìm đắm lợi danh mê say hưởng dục khi chết vào ngục thọ khổ nhục thảm thiết kêu la bậc trí tránh xa miền thế tục sống tri túc hiện tại an nhàn sao hưởng niết bàn thọ lạc an. người ác làm ác mà không biết mình đang làm ác thì nghiệp ác chất chồng và phải chịu quả khổ đau muốn kiếp sau. người thiện làm việc thiện biết rõ mình đang làm thiện thì thiện nghiệp sẽ tăng trưởng và hưởng phước báo an vui lâu dài. Hoa sen mọc dưới bùn tanh, tỏa hương thơm ngát chẳng tanh mùi bùn. Hoa tâm mọc giữa bụi trần, tỏa hương tuệ giác bụi trần chẳng vương. Nhất tâm chánh niệm thực hành chỉ quán công phu, muôn nẻo luân hồi, Khổ ải trầm luân chấm dứt. Một lòng giữ giới tu thuyền, Cần chuyến tỉnh tọ nhất hướng niết bàn, Giải thoát đoạn trừ tử sinh. Tuệ tri vui khổ do mình tạo, Sẽ thấy cuộc đời chẳng bất công. Biết rõ chúng sinh thừa tự nghiệp, Vui buồn yêu ghét cũng như không. Sự đời tuy có nhưng không Có không không có mênh mông sự đời Một mai thần chết đến nơi Có không không có sự đời có không Cuộc đời như thể phù du Tấm thân bèo bọt lũ bu muộn phiền Chi bằng học đạo tham thiền Mai này giác ngộ muộn phiền tiêu tan Nhân sinh là cõi nhân sinh, già đau bệnh chết, thực tình chẳng sai. Sao không học pháp Như Lai, đoạn dòng sinh tử kéo dài từ lâu? Cổ đau vì nỗi mong cầu, cầu mà không được thì sầu lại tăng. An vui vì đã biết rằng tham là gốc khổ cớ chăng phải cầu Đời người vui ít khổ nhiều Đâu là cõi gốc những điều khổ vui Người đời tưởng dục là vui Càng tham dục lắm càng vui khổ đau Xuất gia dứt bỏ sự đời Tầm sư học đạo hướng nơi niết bàn tại gia còn ở thế gian hộ trì tam bảo lạc an cõi đời người xưa học pháp để hành người nay học pháp để dành đi thi người nay học pháp để thi người xưa học pháp tọ trì chánh chân pháp học ôm cố tri tân học cho trí sáng để phân chánh tà pháp hành bát chánh trung hòa hành cho tệ sát khai hoa niết bàn học pháp đa văn gìn giữ kho tàng chánh tàng hành thiền tu tệ truyền trì diệu đế chánh chân hòa hợp tu hành tâm ý an lành cung kính phụng hành buông xả nhanh, hiền hòa nhân ái chân thành, thoải mái thận tình hăng hái không phiền ai. Biển khổ mênh mông giữa cuộc đời nhấn chìm nhân thế mãi chơi vơi. Thuyền từ loại ngược dòng tục lụy tiếp độ hữu tình đến thảnh thơi mở lòng bố thí xả sang tham công đức thiện nhân đã tự làm gieo hạt phước lành thêm cao quý đời này đời khác vẫn mang đi giữ giới là nhân các hạnh lành cội nguồn phúc là của quần sinh bỏ ác tu tâm là đức hạnh chúng sinh hưởng phước bởi nhân lành thân bạn ác xa hiền nhân là ta đã tự dẫn thân đường tà ác nhân làm việc xấu xa bạn lành chỉ lỗi cho ta thoát lầm huynh hoang cái thổi huênh hoang tưởng mình là một ông hoàng hay sao tự hào tự ngã cống cao ngu si thân huyễn nghêu ngao tưởng hoàng thương cho cái thói hay ghen người ta làm phước bọn chen được gì tự mình gắn tạo nhân đi mai này phước trổ việc gì phải ghen anh hùng thì trọng anh hùng đứa khùng thì chọn đứa khùng kết giao bọn khùng tụ tập hại nhau anh hùng trọng nghĩa trước sao anh hùng Hiền nhân quý trọng hiền nhân, bất nhân thân cận bất nhân là thường. Bất nhân tự đã thương nhau, hiền nhân hòa hợp trước sau trọn lành. Người lành thì quý người lành, làm lành lại tạo nhân lành lành thay. Chân nhân kính trọng chân nhân, Chánh chân làm việc, chánh chân tốt lành. Ganh đua cuộc sống lắm ganh đua, Bao đời khốn cổ cái hơn thua, Tất bật trần gian này cõi tạm, Thức tỉnh hơn thua có ích gì. Bận rộn vì sao bận rộn hoài, Chưa từng thỏa mãn cứ loay hoay, Thảnh thơi chừng lúc ra nghĩa địa, ngó lại trần gian vẫn bận hoài điêu tàn mọi thứ vốn điêu tàn sự đời có hợp phải có tan hợp tan say đắp bao thành lũy khổ công gây dựng cái điêu tàn dân an cũng bởi lòng an định trị nước là ban pháp trị lòng nước loạn trị lòng trên trị nước lòng lành an định nước dân an có thân thì phải tu thân không tu thân sẽ dần dần hoại đi đắm say thế sự làm chi một mái thân hoại ra đi cực hình thân này rồi sẽ phải già chữa bao tật bệnh thật là khổ thay tỉnh ngay từ lúc chưa già lỡ tu giải thoát mới là trí nhân thời gian trôi qua cảnh vật vội pha thân già những trí sáng năm tháng say vần đất trời vận đổi tuổi cao trí càng cao làm tội tội chưa trổ ngay làm phước phước cũng đợi ngày đủ duyên tu tâm tâm có quả liền tham thiền thiền định an nhiên tức thì hiền thì lắm kẻ làm phiền hư thì tâm ý muộn phiền bất an tu hành xa lánh trần gian hành thiền tâm định lạc an hết phiền trí nhân mới biết trí nhân Người ngu biết được trí nhân bao giờ Dạy khờ thích đứa dạy khờ Trí nhân đôi lúc giả khờ cho vui Thế gian thăm đắm thế gian Bất an rồi lại bất an là thường Lẽ thường vì nó chẳng thường Thế gian còn đắm còn thường bất an Trần gian là cõi trần gian người ngay thì ít người gian thì nhiều sớm chiều nào cũng sớm chiều then cài cửa khóa vì nhiều kẻ gian học nhiều cố gắng học nhiều học rồi cũng phải lo điều phục tâm hành thiền nỗ lực hành thiền tịnh tâm trí sáng hành thiền tịnh tâm Đời là biển khổ khổ thì sâu, khổ vì nhân thế chẳng quay đầu. Đạo là tỉnh ngộ ngộ cuộc đời, đời là biển khổ khổ liền phơi. Ngã là bản ngã, ngã là ta, chấp ta ta chấp sinh ra ngã này. Ta là vô ngã, ngã vô ta, ta vô ngã chấp thì là vô sinh. Sáng tham làm ác phỉ bán buông lung gây ra tội lỗi vô cùng tận bố thí trì giới cung kính hành thiền tạo được phước lành lượng vô biên cửa thiền thanh tịnh tâm thanh tịnh tịnh tâm tịnh trí tịnh tu thiền hành thiền an định tâm an định định tâm trí sáng định tâm thiền cửa từ an lạc thân tâm lạc thân lạc tâm an cõi lạc an mở lòng buông xả tâm buông xả buông xả thân tâm nhẹ cõi lòng phúc minh thiền tự tự tu thiền thiền muốn lắm tự tự phúc minh phúc tạo minh tu tu tạo phúc phúc minh tu tạo phúc minh thiền Nghiệp là tạo tác của thân tâm, thiện ác theo sau việc đã làm, báo ứng gặp lành hay gặp dữ, nhân nào quả ấy tự mình gieo. Thế hệ cha ông đã đi đâu? Nắm mồ hiu quạnh những vùi sâu, đời nay ai vẫn còn chưa thấu rồi lại đi đâu một nắm mồ? Người nào chưa thức tỉnh cơn mê Mê cảnh trần gian chẳng biết về Đời còn tục lụy còn sai đắm Đắm chìm bể khổ lắm u mê Nói nhiều loạn ý tán tâm Nói lời thô tục tâm càng nhiễm ô Lần im tâm ý an hòa chánh ngôn ái ngữ cũng là thanh tâm hệ là đệ tử như lai gặp nhau thì chỉ có hai việc làm hoặc là luận pháp phật đà hoặc là im lặng để mà tu tâm nói xấu người ta tâm nhiễm tà tà ngôn tà ngữ cũng là tà nhân tán dương người chánh tâm chân chánh chánh ngôn chánh ngữ cũng là chánh nhân luận đàm phật pháp pháp thêm sâu lợi lạc từ cấu pháp luận đàm nói lời vô ích ích gì đâu tán tâm loạn ý họa theo sao uy nghi chỉnh tề chánh niệm hướng về an tịnh nội tâm tâm thảnh thơi trang nghiêm hành thiền giữ tâm lặng yên buông xả não phiền phiền rụng rơi không tham tiền không tham quyền không tham danh không tham dục lạc ở thế gian này hết mong cầu hết đấu tranh hết ganh tị hết buộc ràng từ tại giữa trần gian không sát sinh không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không tà kiến, không thể sinh vào cõi khổ đau. được sống lâu, được sang giàu, được hạnh phúc, được niềm tin, được trí sáng, đúng sự thật, thật sự là cuộc sống an vui ác nghiệp mình làm mình lại chịu nghiệp lành mình tạo tự mình vui thiện ác theo sau người tạo tác nhưng nào quả đấy chẳng hề sai chánh kiến thấy tận cùng sự thật thật sự là các pháp rỗng không trí tuệ sáng soi pháp thật chân chân thật rỗng không là chánh kiến khổ đế thân tâm lâm khổ thọ vì còn hiện hữu khổ còn sinh sự thật có sinh là có khổ tìm đường thoát khổ hãy vô sinh tập đế vô minh tham ái chấp kéo theo nghiệp hữu tử sinh dài sự thật não phiền chưa đoạn hết bánh xe sinh tử vẫn vần xoay diệt đế vô sinh và bất diệt hết sinh hết diệt hết tái sinh sự thật đoạn trừ nhân sinh tử tịch diệt vô vi chứng thoát ly đạo đế con đường đi thoát ly bát chánh thực hành phải tuệ tri sự thật hướng đi về bến giác khơi đèn chánh trí đoạn trừ si Đời không hiểu vui khổ từ đâu đến, nên suốt đời trốn khổ tìm vui. Đạo chỉ bài thiện ác có nhân duyên, phải chuyên tâm làm lành lãnh dữ. Đời ham hưởng thụ niềm vui sướng, nhưng lại thích trồng những khổ đau. Đạo lìa tham dục phàm trần, chuyển tâm gieo tạo hạt nhân thiện lành. Đời ham cái đẹp cái danh, Dùng này rồi lại thích dành mãi sao. Đạo lìa tham đắm sắc tài, Nãi tu tạo phước để mai thoát trần. Đời mong cầu những thứ cần cầu, Mà không được thêm phần khổ đau. Đạo tu cho trí thêm cao trí, cao tự biết đường nào an vui hiểu đạo siêng tu tu tạo phước công phu thiền tập phước sâu dày tu tập tận tâm tâm tỉnh thức hành thiền miên mật trí dần khai tránh xa kẻ ghét xa người yêu tránh xa hai cái ấy ngược chiều giữ tâm bình thản không sầu khổ buông xả hai chiều ghét với yêu tránh xa thế sự xa người thân sợi dây ràng buộc tránh xa dần ẩn thân rừng núi tu tầm đạo đoạn dòng tham ái mãi tiêu dao người chết họ đã đi đâu thật nhân lễ bái kêu cầu được chi lưng hồi các nẻo ra đi cầu cho người sống ưu bi bớt sầu dạ con vừa đọc xong quyển sách cầu đối pháp do sư thanh minh viết quyển sách được gia đình thí chủ vương anh và thanh tuyền phát tâm cúng dường hai ngàn cuốn với công đức này con xin cúng dường phật với công đức này con xin cúng dường pháp với công đức này con xin cúng dường tăng nhất định nhờ công đức cúng dường thanh tịnh này con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết phước lành này của con nguyện đoàn trừ các lậu hoặc trầm luân phước lành này của con nguyện là duyên thành tựu được niết bàn phần phước của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau idam <laughs> đam mê buôn nhâm mà sao quá ca và tu. idam đam mê buôn nhâm nếp sa ba che yo ho tu. Ma ma buôn nhâm ba gần sắc ba sắc ta ba che mi. te sa bề mê sa mang buôn nhâm ba gần la pan tu. Sa du sa du sa du. Lành thay lành thay lành thay.